Hello, và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cất Việt. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc của sư Nguyễn Phương Hằng thì hôm nay có một cái con nhang đệ tử của Tà Am, họ đã tiết lộ một thông tin kêu bằng rất là chấn động nha cả nhà, chấn động. Nhưng mà không biết chấn ai, không biết chấn người nào, chấn cổ ai. Thì đây mình xin cả nhà nghe từ đoạn rồi chúng ta cùng xem cái thông tin này nó ghê gớm như cỡ nào ha. Đây là cái bà Lan Lư Thưa nha cả nhà. Lan Lư Thưa, đệ tử ruột của Nậu ạ. Đây. Thì để xem bà nói cái gì đây. Đây, cùng nghe nha cả Ghê nhà. thiệt không? Mà À. tại tại sao lại có một nhóm người đi theo mà cổ xí cho những cái gì cô này ăn nói chẳng ra cái gì hết? À. Mà tại sao thầy Nhất Nguyên là ai? Thầy dám đứng lên ca bài ca của cô Phi Nhung, muốn nói thay lời của cô, một lời tự sự. Không một ai có thể chọn nơi mình sinh ra, trong đó có các thầy, có các bé. Các thầy các bé đâu có thể tự chọn cái nơi của mình sinh ra. Các thầy các bé đồng cảm với những cái bài ca như thế đó, giống như các thầy là những nhân vật chính trong những lời ca mà tác giả đã đưa lên. Có ai có thể chọn được cái nơi sinh ra của mình không? Nhưng tại sao cô Phi Nhung lại bị chà đạp một cách không thương tiếc khi cô đã qua đời? Như vậy thì bài ca này được thầy Nhất Nguyên truyền tải tiếp thì lại bị đưa lên ghế điện kiểu này. Thật là vô lý, thật là phi lý, trong khi những cái luồng lai như thế này nè, một đám mà mình cho là được có học, hiểu học, hiểu cái À, sự học. nói vòng vòng quá. À, nãy giờ bà nói thì mình cũng có nghe lại rồi. Tức là bà nói á, khi mà bên phía Tà Am á, nó đưa một cái bài hát lên để ca ngợi Phi Nhung, thì bà Nguyễn Phương Hằng đã bức xúc, cho nên bà Hằng đã xúc phạm những cái người trong Thiền Am, hay là bà Hằng đã dùng một cái mưu kế nào đó để hãm hại Thiền Am. À, bà nói tổng hợp nói chung là cái vấn đề mà bà Nguyễn Phương Hằng hãm hại Thiền Am là do những cái người trong Thiền Am á đã viết một cái bài hát hay là ca một cái bài hát nào đó để ca ngợi Phi Nhung. À, cả nhà thấy tào lao không? Y chang nhưng cái như cái cô Đinh Lan cũng vậy. Ủa, cái vấn đề của Phi Nhung thì sư Nguyễn Phương Hằng nói về cái vấn đề đó là liên quan đến Hồ Văn Cường, đúng không? À, khi mà nói về Hồ Văn Cường thì những cái khuất tất đó rõ ràng người trong cuộc người ta cũng đã lên tiếng. À, cái chuyện đó đâu có gì đâu khuất tất đâu. À, còn cái vấn đề mà sư Nguyễn Phương Hằng nói về những cái góc khuất, những cái sự thật của Thiền Am á, là hầu như tất cả những ai mà quan tâm về cái vấn đề này người ta đều muốn những cái chuyện đó nó phải đưa ra ánh sáng, đúng không? Những cái chuyện mà bị cáo buộc, Thiền Am bị cáo buộc như là lụm lon, như lừa đảo, như này kia cái nọ đó thì cần phải đưa ra ánh sáng. Thí dụ mà có thì nếu mà có vi phạm pháp luật thì đương nhiên pháp luật phải xử lý, còn nếu mà không thì trả lại danh dự cho họ. Đó là một cái mong muốn rất là chính đáng. Cho nên siêu Nguyễn Phương Hằng muốn lên tiếng để làm sao cho đẩy cái truyền thông nó đẩy lên cao trào để người ta vào cuộc sớm đưa những cái vụ việc đó ra ánh sáng. Rất là bình thường thôi, nhưng cái bà này lại xuyên tạc, nói rằng là do những người trong Thiền Am ca bài hát của Phi Nhung, kiểu như là ủng hộ Phi Nhung, cho nên siêu Nguyễn Phương Hằng hãm hại Thiền Am. À, tào lao không? Nhưng mà ở đằng sau này mới hay cả nhà, còn hay lắm. Đây, để bà nói cả nhà nghe nha. Mình để làm gì, hiểu luật hiểu đủ thứ hết, nhưng họ ngồi họ cười khẩy, họ thấy rằng cô cái cô Phương Hằng này chửi nghe ban đầu nghe nó lạ, nghe nó ngộ, mới thấy rằng cô này sao mà quá dũng cảm, dám chửi người ta đầy trên không gian mạng, cả người chết cũng không tha. Mà tại vì cái gì mà thầy Nhất Nguyên lại muốn truyền tải được cái bài ca của cô Phi Nhung, có phải là muốn đối đầu với bà không? À, thấy không, nó rõ ha, tức là nếu mà Thiền Am mà hát bài ca Phi Nhung tức là đối đầu với bà Hằng, cho nên bà Hằng phải hãm hại Thiền Am. Trời ơi, nghe cái lý luận gì đâu, cái rất là cùng cả. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó là nói cho có thôi, chứ tại vì ai cũng biết cái sự thật đằng sau là cái gì rồi. À, nếu như mà thật sự bà Hằng ghét Thiền Am mà hãm hại Thiền Am á, mà cơ quan chức năng người ta vào cuộc, người ta không biết điều tra hả, đúng không? Bây giờ cho dù bà Hằng có nói gì không biết, nhưng mà cơ quan chức năng người ta vào cuộc thì người ta vẫn phải điều tra, người ta xem có đầy đủ chứng cứ người ta mới khởi tố, chứ còn nếu mà nó không có thì là thành ra là vu khống rồi, đúng không? Đấy, tào lao thấy sợ luôn. Đây tôi cho đó là đây là cái mục tiêu mà bà này bắt đầu chấp nhận nhắm đến Thiền Am đặng đặng đánh. Đấy giờ rõ ràng bà nói Thành là thử tôi cũng chỉ muốn nói để các bạn, tôi đang muốn phân tích một con người như cô Hằng như thế đó. Nếu nói một con người làm đạo đức tức là biết đạo đức là cái gì đúng không, giúp đỡ người khác tức là mình muốn đang thi ơn, đang muốn tạo đức, nhưng cô lại đi nhục mạ, cô lại đi trù rủa một người thật sự như cô Phi Nhung, hoàn toàn không có dính líu gì tới cô, cũng chẳng mất cái quyền lợi của cô cũng chưa từng bao giờ lên tiếng nói như thế nào về cô hết, vậy mà cô cũng đành đoạn, và Hằng cũng vẫn cứ đành đoạn mà trì trích rồi nguyền rủa đến khi cô không chống chọi qua cái cơn đại dịch bản thân cô. nó vòng vòng quá Lan ơi, Lan vòng dây quá. Đây, tiếp Cô coi. Phi Nhung tìm đâu ra được một người phụ nữ mà đúng không? Hôm nay tôi muốn đẩy lên cho các bạn thấy, tại vì
khi cái gì mà cô này ngông cuồng. Nó tự bị đằng đằng sau lưng trước mặt của cô toàn bộ là những người bưng bô ca ngợi tung cái cô Phương Hằng này lên trên mây. Tức là ai mà đồng tình, ai mà nghe theo những cái gì mà sư Nguyễn Phương Hằng nói á thì đều toàn là bưng bô. Vậy thì những cái thông tin mà sư Nguyễn Phương Hằng đưa ra đó có không vậy Lan? Lan nói một câu công đạo đi, đúng không? Bây giờ ông Võ Hoàng Yên ông có trị hết bệnh không Lan? Rồi anh nghệ sĩ Hoài Linh đó có ngâm tiền từ thiện không Lan? Đúng không? Rồi nghệ sĩ có quảng cáo những cái thuốc mà sai sự thật không Lan? Rồi tại sao nghị định 93 ra đời? Tại sao bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ ra đời? Và rất rất nhiều những thứ khác, rồi báo chí này kia kia nọ đó có không Lan? Cái quan trọng là những cái thứ đó người ta có, người ta mới chờ đợi những cái thông tin từ siêu Nguyễn Phương Hằng. Chứ còn nếu mà nói khơi khơi, nói ngang như Lan này thì ai coi, đúng không? Chẳng hạn như bà này, bà nói là 3 năm nay rồi bao nhiêu người coi đâu. Cái đó là phải xem xét lại, đánh giá giá cái thực tế như thế nào, chứ đâu có thể nào lên nói khơi khơi được, đúng không? Để cho tùy tiện nhục mạ bất kỳ ai thì cứ nhục mạ. Đây có tụi em ngồi yểm trợ, đây các bạn chúng ta cùng nghe nghe cho cái đoạn này để chúng ta mới thấy một cái tư cách, một nhân cách của một CEO như thế nào. Vậy mà một đám người này họ đang bưng bô, họ ngồi chém chạy đây với lại cô Hằng, nghe cô này chửi nhục mạ người chết một cách là không thể chấp nhận được. Trong này có ông tiến sĩ Đặng Anh Quân, trong này có ai, có ông luật sư Kim. Em các bạn thấy vô lý không? Một đám người là đứng trước ngồi trong một cái luồng lai này, có ông tiến sĩ Đặng Anh Quân, có ông luật sư Kim, có thể nào chấp nhận những người hiểu luật, hành luật mà ngồi chung với lại cái miệng lưỡi của cô Hằng như thế đó mà không dính vào cái tội đồng phạm? Tức là ai mà nghe bà Hằng nói á, ai mà nghe ngồi nghe hoặc là xem bà Hằng nói á thì phải dướng vào cái đồng phạm, ghê chưa cả nhà. Và Lan này là bà khẳng định luôn á là sau này bà tìm ra đồng phạm trong cái vụ việc của sư Nguyễn Phương Hằng luôn á, thấy không? Cái này rõ ràng là đi ngược lại với cái kết luận của cơ quan điều tra, đúng không? Đi ngược lại kết luận của công an Thành phố Hồ Chí Minh và công an Bình Dương luôn. Bởi vì rõ ràng đến thời điểm này cơ quan chức năng đã có kết luận điều tra và không có vấn đề đồng phạm. Chúng ta nên nhớ một điều như vậy. Nhưng mà cái cô Lan Lan Lưu Thưa này lại khẳng định rằng á là những ai mà nghe hoặc là ai mà xem đồng tình với sư Nguyễn Phương Hằng là đồng phạm, đúng không? Rõ ràng cô này đi ngược lại với cái kết luận điều tra của công an. Thấy sự nguy hiểm chưa cả nhà? Cái vụ việc nó rành rành trước mắt rồi, chúng ta đã biết đến thời điểm như vậy rồi đó, nhưng mà cổ còn lẻo lự được thì chúng ta hiểu vì sao cổ đưa những thông tin sai lệch và cổ xí cho một cái hộ gia đình rất là nhiều những góc khuất, và những cái vấn đề, những cái góc khuất của họ là cả thế giới này lên án, mà dường như là cổ phớt lờ cái chuyện đó và cổ cho rằng những cái gì mà ở trong hộ gia đình tại Am làm á là điều cao quý, điều rất là ngưỡng mộ, đúng không? Một cái nơi nhơ nhớp như vậy đó mà có ủng hộ, có đồng tình. Còn những cái kết luận từ phía công an trong cái vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng, người ta có nói gì đâu, nhưng mà cổ lại kết luận. Vậy rõ ràng những ai mà đụng chạm đến cái hộ gia đình Tà Am là đều những cái người kêu bằng rất là ghê gớm, giống như cổ nói đó. Cổ dùng những từ ngữ để sỉ vả siêu Nguyễn Phương Hằng là nào là hạ tiện nào này kia kia nọ đó, chửi bới người ta được, mà siêu Nguyễn Phương Hằng không có đụng chạm gì tới bà chửi được. Còn bà Hằng chửi bên phía Thiền Am á thì bà nói là một cái nhân cách con người thế này thế kia, ghê lắm. Đây có một cái đoạn hay sao cổ nói trong cái live rất là dài cả nhà, một tiếng mấy lần. Nhưng mà đây nè, để mình cho cả nhà nghe. Bà chửi siêu Nguyễn Phương Hằng rất là nặng. Cái gương mặt dâm đổ nghiệp đó, thấy chưa? Đổ nghiệp. nói bà Hằng cũng đổ nghiệp. Nói thế nào đi nữa thầy, ông nội cũng đáng ông, đáng cha của mình. Mà vì cái cớ gì mà đem một cái lời nói cơ bằng thật sự. Cái này nè, những ngôn từ này thường thường người ta để cho cái loại chửi bà không? Chửi bà Hằng á, chửi nặng. Xin lỗi, không phải ai cũng sử dụng những ngôn từ giống cái bà này đâu. Bà này có khác nào cái dạng hạ tiện, cái dạng cặn bã của xã hội khi tuôn ra. Ủa, vậy bà lấy cái quyền gì mà bà chửi bà Hằng là hạ này hạ kia, đúng không? Tại sao bà có cái quyền bà chửi người ta trong khi bà Hằng đâu có đụng chạm gì tới bà, chưa có nhắc tên bà, chưa có kêu ra, chưa có réo qua. Còn những cái người trông như là trong hộ gia đình Tà Am thì thấy đó, tại sao, đúng không? Những người trong Tà Am á, họ làm cái gì mà bà thấy chưa, bà biết được chưa, tại sao bà nói như vậy, đúng không? Những cái chuyện rành trước mắt luôn á, mà bà không có chịu nghe, đúng không? Bà không chịu nhìn thấy mà đi sỉ vả chửi bới và Nguyễn Phương Hằng rất là thậm tệ luôn cả nhà. Thật sự á, trong cái câu chuyện của sư Nguyễn Phương Hằng và cái chuyện của Thiện Am là hai cái vấn đề hoàn toàn khác nhau. Bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng vì những gốc khuất của Tà Am không thể nào chấp nhận được. Còn cái vấn đề của sư Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng có những cái lúc cao trào và dùng những cái từ ngữ nặng nề cho một số cái thành phần, số đối tượng nào đó, cho nên họ đã làm đơn để gửi lên cơ quan chức năng và người ta đang xem xét cái vụ việc đó. Nhưng mà đến thời điểm này chúng ta nên nhớ một điều á, là cái vấn đề của sư Nguyễn Phương Hằng chỉ là những cái cáo buộc
của cơ quan chức năng khi mà người ta có kết luận như vậy đó, nói bà này có cái dấu hiệu phạm tội vậy vậy đó, nhưng mà tòa án chưa xử. Nên nhớ là như vậy, tòa án chưa kết tội thì người đó mặc định là chưa có tội. Chẳng hạn như cái hộ gia đình tại Am là tòa án đã kết tội rồi đó, thì họ phải có tội thôi, đúng không? Vậy á, mà cái cô này còn bưng bô, cái đó mới gọi là bưng bô đó Lan ha, nhớ cho kỹ như vậy đó. Nhưng mà ghê quá, cổ nói là sau này những cái người như là thầy Quân hay là luật sư Kim rồi đó, là bà sẽ cung cấp tài liệu để cho cơ quan chức năng thấy rằng đó là đồng phạm. Chúng ta cùng chờ đợi xem Lan làm được cái gì ha. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.